Thật ra thì cái này cái thân thể, hắn chỉ nắm trong tay một phần chia, khác một phần là quay về Trần nắm trong tay. Trước kia hắn, một mực không dám cưỡng ép chiếm đoạt xung hợp, chính là sợ quay về Trần phản kháng, ngọc đá cùng vỡ. Nhưng hiện tại, hắn cũng không để ý nhiều như vậy, lại là trực tiếp bắt đầu chiếm đoạt. Hắn đang đánh cuộc quay về Trần sẽ không phản kháng. Quả nhiên, quay về Trần gặp phải chiếm đoạt, trong tròng mắt toát ra to lớn vẻ sợ hãi, muốn phản kháng lại không dám, e sợ cho hủy diệt cổ thân thể này. Ngươi như phản kháng, chúng ta đều phải chết. Ma tổ vô thiên hung ác nói. Quay về Trần ngẩn ngơ, nội tâm vùng vẫy. Hắn cũng không muốn chết. Nhưng chính là như thế một tí do dự, ma tổ vô thiên đã đem hắn hơn nửa thần hồn, toàn bộ nuốt hết. Quay về Trần chỉ còn lại một chút tàn hồn, bị cắn nuốt kịch liệt thống khổ truyền tới, hắn phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Đủ rồi. Diệp thần gương mặt chấn động, đao kiếm đều xuất hiện, chém thẳng vào hướng ma tổ vô thiên. Đồng thời, hắn vậy sử dụng thiên đế linh khiếp, chỉ cần đem ma tổ vô thiên chế trụ, hắn liền lập tức đem phong ấn đi vào. Ngày này đế linh khiếp, nội bộ không gian tràn đầy khí tức hủy diệt, coi như là tiên đế đỉnh cấp cường giả bị phong ấn đi vào, cũng chỉ có một con đường chết. Ha ha! Ma tổ vô thiên thấy Diệp thần giết tới, nhưng là lộ ra một chút cười nhạt, nhìn hờ hững. Ở cắn nuốt hết quay về Trần hơn nửa linh hồn sau đó, năm xưa thiện niệm Phật tim, hoàn mỹ dung nhập vào hắn đạo tâm bên trong. Phật ma hòa vào nhau, ở trong một cái chớp mắt này, ma tổ vô thiên sau lưng hiển hóa ra hai đạo ánh sáng mang, một Phật một ma, như âm dương xen lẫn, khí thế bàng bạc. Phịch! Ma tổ vô thiên một trường vung ra, cái này Phật ma hòa vào nhau một trường, nhưng là bộc phát ra động trời khí thế. Diệp thần bị ma tổ vô thiên một trường đánh, chỉ cảm thấy ùn ùn kéo đến uy áp vào tới, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Ma tổ vô thiên muốn truy kích, nhưng phát hiện hai chân không bị khống chế, lại có thể không cách nào tiến về trước nửa bước. Lão tổ, người điên rồi. Quay về Trần tàn hồn, phát ra tê tâm liệt phế kêu to. Chúng ta linh hồn, còn ở ma hợp, người không có tim, cưỡng ép chiếm đoạt ta, chỉ sẽ đưa tới cắn trả. Quay về Trần tàn hồn, khống chế ma tổ vô thiên hai chân, để cho hắn không thể hành động nửa bước. Ma tổ vô thiên ánh mắt lướt qua một chút che lấp, cuối cùng này một chút tàn hồn, là quay về Trần ý thức bổn mạng chỗ, hắn trong thời gian ngắn, cũng không thể hoàn toàn chiếm đoạt. Bò trở lại cho ta. Ma tổ vô thiên ý niệm động một cái, lập tức đem quay về Trần tàn hồn, đánh hồi mình thức hải bên trong, nhốt lại. Diệp thần, hôm nay ta Phật ma một thể, đạo tâm lại không thiếu sót, ta đây muốn xem, ngươi còn có thể hay không cùng ta đối kháng. Ma tổ vô thiên sải bước ra, sau lưng hắc ám ma khí nổ, thiên ma tinh hải năng lượng cuồn cuộn dốc vào xuống. Cổ năng lượng này, so với trước kia hắn triệu hoán thiên ma tinh hải, hơi thở không biết mạnh hơn nhiều ít. Vậy hắc ám ma khí bầu trời, lại mơ hồ có một chút Phật quang màu vàng lẩn quẩn. Đó là ma tổ vô thiên thiện niệm Phật lòng khống chế. Hắn chiếm đoạt quay về Trần hơn nửa linh hồn, đạo có lòng Phật tính, đối thiên ma tinh hải nắm trong tay. So trước kia lại hoàn mỹ tiến bộ rất nhiều. Vô cùng thiên ma tinh hải năng lượng, ở ma tổ vô thiên sau lưng hóa thành mấy trăm đạo phi kiếm, mỗi một đạo phi kiếm, đều là đen thui màu sắc, như hắc diệu thạch vậy, chính là đen nhánh tinh. Ma tổ vô thiên nhìn chằm chằm Diệp thần, mấy trăm đạo đen nhánh tinh phi kiếm, thì phải chém đánh ra. Nếu như là mới vừa nói, hắn nơi mượn dùng thiên ma tinh hải năng lượng, còn chưa đủ để giết chết Diệp thần, nhưng hôm nay... Hắn Phật ma một thể, đạo tâm lực lượng tăng vọt, có thể nắm trong tay thiên ma hơi thở, cũng là bạo tăng. Hắn có tuyệt đối lòng tin, có thể nghịch chuyển cục diện, đánh chết Diệp thần. Diệp thần cảm nhận được ma tổ vô thiên cường hãn, sắc mặt cũng là trầm xuống. Long đằng mệnh tinh, mở. Thiên quân phong thần bia, bảo vệ. Nương thời giây phút, Diệp thần vậy không do dự, lập tức mở long đằng mệnh tinh, cũng sử dụng thiên quân phong thần bia. Thả ra một cái bảo vệ kết giới, liền chuẩn bị cùng ma tổ vô thiên liều mạng. Nơi này dẫu sao là tinh nguyệt giới, là Diệp thần tuyệt đối địa bàn, cho dù ma tổ vô thiên Phật ma một thể, đạo tâm đến gần viên mãn, Diệp thần vậy tuyệt sẽ không lùi bước, quyết tử chiến một trận là được. Suy suy suy, ma tổ vô thiên vung tay lên, mấy trăm đạo đen nhánh tinh ma kiếm chém ra, hung hãn hướng Diệp thần đánh giết đi. Diệp thần thúc giục thiên quân phong thần bia,
như tấm thuẫn vậy ngăn cản. Đinh đinh đinh. Vậy từng đạo đen nhánh kiếm khí, toàn bộ bị Thiên Quân Phong Thần Bia cản lại. Nhưng, Diệp Thần vậy bị to lớn đánh vào, bước chân liên tiếp lui về phía sau, ngực gian khí huyết sôi trào, thiếu chút nữa thì muốn hộc máu. Thật may, hắn mở ra Long Đằng Mệnh Tinh, có Luân Hồi Thất Tinh Mạch bảo vệ, hắn cũng không có bị thương. Mà Tổ Vô Thiên bị Thiên Quân Phong Thần Bia phản chấn, hơi lui về sau hai bước. Thiên Quân Phong Thần Bia, quả nhiên có chút con đường. Mà Tổ Vô Thiên ánh mắt run lên, nhìn về vậy Thiên Quân Phong Thần Bia, lại thấm ra một chút khát vọng ý. Cái này Thiên Quân Phong Thần Bia, vốn là ngày xưa Thiên Võ Tiên Môn trấn phái chí bảo một trong, theo năm tháng tăng trưởng, Thiên Quân Phong Thần Bia khí vận nội tình, càng ngày càng lợi hại. Hôm nay Thiên Quân Phong Thần Bia, bàn về giá trị, thậm chí so với phần lớn không vô thần khí, đều chân quý hơn. Mà Tổ Vô Thiên vốn đang lấy là, mình một kích này, coi như giết không chết Diệp Thần, chí ít cũng có thể đem tổn thương nặng. Nhưng không nghĩ tới, ở Thiên Quân Phong Thần Bia dưới bảo vệ, Diệp Thần lại là không chút tổn hao nào. Cái này Thiên Quân Phong Thần Bia bảo vệ lực, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi mạnh mẽ. Diệp Thần sắc mặt nhưng là ngưng trọng, tuy nói hắn không có bị thương, nhưng hắn đã rơi xuống hạ phong. Muốn thúc giục Thiên Quân Phong Thần Bia, cần tiêu hao linh khí, cũng là 10 phần to lớn. Nếu như lại chiến đấu tiếp, hắn chỉ sợ không phải Ma Tổ Vô Thiên địch thủ. Thật ra thì coi như Ma Tổ Vô Thiên Phật Ma dung hợp, ở trong tinh nguyệt giới mặt, cũng là không thể nào đánh bại Diệp Thần. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn có thể mượn dùng Thiên Ma Tinh Hải năng lượng, đó là không không lúc nào không ma thần nhất mạch thần chí cao khí, đủ để nghiền ép toàn bộ thế giới hiện thật. Có thể đánh bại Diệp Thần, thật ra thì không phải Ma Tổ Vô Thiên, mà là cái này Thiên Ma Tinh Hải. Chỉ là, đến bước này, hắn tuyệt không thể nào lui về sau. Thiên Quyền tiền bối, mượn ta giúp một tay. Diệp Thần nội tâm hét lớn, câu thông luân hồi mộ địa, liền chuẩn bị mượn dùng Thiên Quyền đại đế lực lượng. Hôm nay hắn đã tấn thăng đến Thiên Huyền cảnh, võ đạo nội tình cùng tu vi thực lực, đột nhiên tăng mạnh, coi như mượn dùng Thiên Quyền đại đế lực lượng, cũng sẽ không lại gặp bị cắn trả. Mộ chủ đại nhân. Luân hồi mộ địa bên trong, Thiên Quyền đại đế từ trên mộ bia nổi lên, liền chuẩn bị mượn lực cho Diệp Thần, cùng Ma Tổ Vô Thiên quyết tử chiến một trận. Đừng đánh. Nhưng mà vào lúc này, một đạo hắc ám bóng đẹp, bay xuống đến Diệp Thần và Ma Tổ Vô Thiên trong hai người lúc đó, ngăn cản bọn họ quyết chiến. Là Dạ Mẫu Phong Ngư Oanh. Ngư Oanh cô nương, tránh ra, ngươi nguyên khí còn không khôi phục, giao cho ta liền có thể. Diệp Thần lấy là Phong Ngư Oanh là tới giúp hắn, liền nói. Trước đây, Phong Ngư Oanh vì áp chế Hoàng Hôn Cự Nhân, nguyên khí tiêu hao to lớn, hôm nay nàng đầu đầy tóc xanh bên trong, mơ hồ có mấy cái tóc trắng, hiển nhiên là được phép tắc ăn mòn. Đến hiện tại, Phong Ngư Oanh nguyên khí còn không khôi phục, Diệp Thần chẳng muốn phiền toái đi nữa nàng. Hắn phải dựa vào chính mình lực lượng, cùng Ma Tổ Vô Thiên quyết tử chiến một trận. Không phải, ta kêu ngươi đừng đánh. Phong Ngư Oanh quay đầu nhìn Diệp Thần một mắt, chợt lại hướng Ma Tổ Vô Thiên nói. Ma Tổ Vô Thiên, ngươi cho dù Phật Ma dung hợp, đạo tâm viên mãn, nhưng ở tinh nguyệt giới bên trong, cũng không khả năng đánh chết luân hồi, ngược lại không như lúc này dừng tay, sau này tái chiến. Chỉ cần ngươi chịu rời đi, ta có thể đem ngươi tìm còn đưa ngươi. Vừa nói, Phong Ngữ Oanh liền sử dụng một trái tim, phía trên còn quấn từng tầng một bóng tối hơi thở, chính là Ma Tổ Vô Thiên chi tâm. Ma Tổ Vô Thiên thấy trái tim này, cả người run rẩy một tí, trong đầu nghĩ, ta nếu như có thể lấy lại tim, thân xác là được khôi phục viên mãn, thậm chí có thể ung dung cắn nuốt hết quay về trần còn dư lại tàn hồn. Nhưng hắn lại chuyển niệm suy nghĩ một chút, Dạ Mẫu vì kêu ta dừng tay, lại có thể nguyện ý còn hồi tim ta, chuyện này không khỏi quá mức tiện nghi, chẳng lẽ nàng có âm mưu gì. Nhưng mà, tim đang ở trước mắt, hắn không thể nào không muốn. Trước đây vì chuộc về tim, hắn không biết hao phí nhiều ít giá phải trả, thậm chí dính liền mộ cung nhân quả, kết quả lại là không thu hoạch được gì. Hôm nay Phong Ngữ Oanh nguyện ý trả lại tim, bỏ mặc nàng có âm mưu gì, Ma Tổ Vô Thiên tự nghĩ có thể đối phó. Được, tim cho ta, ta lập tức rời đi là được. Ma Tổ Vô Thiên lập tức thu liễm linh khí, bình tĩnh nói. Cầm đi. Phong Ngữ Oanh bàn tay một nặn quyết, treo lơ lửng trên không trung hắc ám tim, liền hóa thành một luồng ánh sáng đen, bay đến Ma Tổ Vô Thiên trong tay.
Ma tổ vô thiên lấy lại tim, thần thức cùng linh khí không ngừng quét cướp, xác định trong trái tim mặt, không có bị gia trì bất kỳ cấm chế hoặc đóng dấu, không khỏi được vui vẻ cười to, nói. Dạ mẫu, ta không biết ngươi có âm mưu gì, nhưng ngươi như thế tùy tiện, liền đem trái tim cho hồi ta, đem ngươi tới nhất định hối hận. Dứt lời, Ma tổ vô thiên lại nhìn Diệp thần một mắt, sau đó xoay người biến dạng hư không rời đi. Diệp thần muốn đuổi kịp đi, nhưng bị Phong Ngữ Oanh ngăn cản. Tại sao? Diệp thần ra mặt co rút một tí, nhìn Phong Ngữ Oanh. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, Phong Ngữ Oanh lại có thể sẽ đem tim đưa cho Ma tổ vô thiên. Một khi Ma tổ vô thiên thân xác khôi phục viên mãn, hơn nữa hắn hôm nay viên mãn đạo tâm, hắn tu vi thực lực, sợ rằng phải lại đột nhiên tăng mạnh, thậm chí có cướp lấy tử thần quyền bính có thể, trực tiếp chứng đạo không không. Ngươi mới vừa tấn thăng thiên huyền cảnh, hơi thở còn chưa đủ vững chắc, cần thời gian vững chắc, không thể như thế cực hạn chiến đấu. Phong Ngữ Oanh lắc đầu một cái, nàng biết Diệp thần nếu như toàn lực bùng nổ, thật ra thì chưa chắc thất bại, nhưng giá quá lớn. Nhâm Phi Phàm đã phi thăng, hắn ở không không lúc nào không bên trong, một bước lên trời, tu vi thực lực thậm chí vượt qua đỉnh cấp thời điểm ta, hắn đã là chân chánh thiên đế chủ thần. Nhưng, hắn sửa đổi đi qua, kích động vô số nhân quả vận mệnh, hắn phải chịu giá phải trả, thực sự quá lớn, hắn không thể nào thời thời khắc khắc cũng bảo vệ ngươi. Hắn không có ở đây, ta liền phải bảo vệ ngươi an toàn. Đừng quên, ta là ngươi tinh thần, ngươi viên thứ ba mệnh tinh, chính là ta. Diệp thần nghe Phong Ngữ Oanh mà nói, nội tâm cũng là lớn là chấn động, trầm mặc xuống. Nhưng ngươi coi như muốn ngăn cản Ma tổ vô thiên, vậy không cần phải đem trái tim đưa cho hắn, giá quá lớn. Đang trầm mặc sau một lúc lâu, Diệp thần lại rất là không nhánh nói. Ban đầu Ma tổ vô thiên, vì chuộc về tim, không biết bỏ ra nhiều ít giá phải trả, thậm chí dính mộ cung nhân quả, nhưng cũng không có bất kỳ thu hoạch. Hôm nay, hắn không phí nhiều sức, lại lần nữa lấy về tim. Phong Ngữ Oanh như vậy tùy tiện liền trả lại, ở Diệp thần trong mắt xem ra, không khỏi quá rẻ Ma tổ vô thiên. Khoản giao dịch này, cũng không có lợi lắm. Ta có ta an bài, ngươi không cần lo lắng. Ha ha, cùng Ma tổ vô thiên lấy lại tim, thân xác khôi phục viên mãn. Đến lúc đó, hắn khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đi cướp lấy tử thần quyền bính. Hắn như muốn mưu đoạt tử thần quyền bính, đó là xúc động tử thần giáo đoàn căn cơ, thiên khải chí tôn và ma nữ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Phong Ngữ Oanh nói, ngươi là muốn mượn đao giết người. Diệp thần có chút rõ ràng tới đây. Cũng không coi là, Ma tổ vô thiên không tốt như vậy giết, ha ha, ta là muốn xem hắn và tử thần giáo đoàn chó cắn chó, đen ăn đen. Như vậy thứ nhất, Ma tổ vô thiên và tử thần giáo đoàn, cũng không phân thân ra được, cũng sẽ không quấy rầy ngươi bước kế tiếp tu luyện. Phong Ngữ Oanh nói, Diệp thần khẽ cau mày, nói, ngươi làm như vậy, giá phải trả vẫn là quá lớn. Phong Ngữ Oanh đem tim đưa cho Ma tổ vô thiên, cử động như vậy, Diệp thần từ đầu đến cuối không đồng ý. Phong Ngữ Oanh lắc lắc đầu nói thôi, tóm lại, ngươi an tâm tu luyện là được. Diệp thần tâm tư khẽ nhúc nhích, nói ta thanh liên phân thân đã hủy, nhưng còn có một chút khái niệm lưu tích chữ, ta muốn núp lại thanh liên phân thân, Ngữ Oanh cô nương, ngươi có thể hay không cung cấp một ít thiên tài địa bảo tài nguyên. Bàn cờ này, càng ngày càng phức tạp, Diệp thần cần thanh liên phân thân lá bài tẩy này, như vậy hắn thì có hai cái mạng, chiến đấu chu toàn sẽ thuận lợi rất nhiều. Phong Ngữ Oanh cười nói, ngươi cũng trực tiếp đưa tay hỏi ta cầm tư nguyên. Diệp thần cũng cười nói, ngươi không phải ta tinh thần sao? Phong Ngữ Oanh lạc lạc cười duyên, chợt thần sắc lại có điểm ngưng trọng nói, núp lại thanh liên phân thân, cần tài nguyên, quá mức khủng bố, thái thượng thế giới rất ít có như vậy cơ duyên, hoặc là, ngươi có thể mở ra túi gấm xem, ngươi không phải còn có bốn cái túi gấm sao? Diệp thần nơi cầm túi gấm, sau lưng hàm chứa trung cực đại đạo gợi ý, hắn ở đụng phải khó khăn bình cảnh thời điểm, mở ra túi gấm, thì có thể đạt được chỉ dẫn. Diệp thần trong lòng động một cái, lập tức lấy ra một cái túi gấm. Tất cả túi gấm, bên trong ngày thường đều là trống không, chỉ có ở đặc thù thời khắc, trong cẩm nang mặt mới phải xuất hiện nhắc nhở, là đại đạo chỉ dẫn. Diệp thần sờ sờ một cái, liền cảm thấy cái này trong cẩm nang mặt. Vô căn cứ nhiều hơn một tấm phù chiếu. Quả nhiên có chỉ thị. Diệp thần đem phù chiếu lấy ra, liền thấy phù chiếu phía trên, in bốn chữ.
Bất Hủ Thần Quốc. Bất Hủ Thần Quốc, đây là địa phương nào? Diệp Thần nhíu mày một cái, bấm ngón tay thử nghiệm suy tính, nhưng phát hiện đẩy không tính ra bất kỳ mặt mũi. Hắn chỉ có thể xác định, thái thượng thế giới bên trong, cũng không có Bất Hủ Thần Quốc tồn tại. Cái này Bất Hủ Thần Quốc, cũng không tại thái thượng thế giới. Để cho Diệp Thần có chút kinh ngạc, chính là hắn ở suy diễn Bất Hủ Thần Quốc đầu mối thời điểm, trong cơ thể nham thần máu, lại có thể mơ hồ có xúc động. Cái này tựa hồ tiên đoán trước, Bất Hủ Thần Quốc cùng nham thần thiên tôn có liên quan. Ồ, Bất Hủ Thần Quốc sao? Phong Ngữ Oanh thấy phù chiếu lên chỉ thị, cũng là khá có chút kinh ngạc. Người biết đây là địa phương nào? Diệp Thần hỏi. Biết, truyền thuyết cái này Bất Hủ Thần Quốc, là cửu thần thời đại một cái đặc thù, cũng là nham thần thiên tôn thần dạy chi địa. Phong Ngữ Oanh nói. Diệp Thần, nham thần thiên tôn, thần dạy chi địa. Phong Ngữ Oanh nói, đúng vậy, năm đó nham thần thiên tôn, chính là từ Bất Hủ Thần Quốc bên trong quật khởi, hắn chinh chiến bốn phương, lấy được bảo tàng, phần lớn vậy đưa về Bất Hủ Thần Quốc. Vậy Bất Hủ Thần Quốc, ẩn chứa bảo tàng, không thể thắng đếm, vô cùng phong phú. Đáng tiếc, sau đó cửu thần thời đại kết thúc, Bất Hủ Thần Quốc cuối cùng diệt tại lịch sử bên trong, mọi người không biết Bất Hủ Thần Quốc mai táng nơi nào, liền ta cũng không biết. Diệp Thần nói, liền ngươi cũng không biết sao. Phong Ngữ Oanh nói, đúng vậy, Bất Hủ Thần Quốc quá mức thần bí, ở nham thần thiên tôn chết sau đó, vậy phương thế giới vậy chưa từng không lúc nào không bóc ra, ở chư thiên thế giới lưu lạc, cái này thế gian, chỉ có hai người, biết Bất Hủ Thần Quốc tọa độ. Diệp Thần nói, kia hai người. Phong Ngữ Oanh nói, Đạo Đức Thiên Tôn và Thiên Tâm Lão Tổ. Ở cửu thần thời đại, Đạo Đức Thiên Tôn cũng đã thành danh. Năm đó nham thần thiên tôn còn không rơi xuống thời điểm, hắn là Bất Hủ Thần Quốc chỗ thượng khách. Đạo Đức Thiên Tôn sâu xa lai lịch, đặc biệt thần bí, không người nào biết. Nhưng có thể xác định phải, ở cửu thần thời đại, Đạo Đức Thiên Tôn cũng đã tồn tại. Hắn tồn tại năm tháng, so cổ xưa còn muốn cổ xưa, so xa xôi còn muốn xa xôi. Năm đó Hỏa Thần Thiên Tôn Tô Nghê Thường, chưa từng không lúc nào không chung đi ra, chính là bị Đạo Đức Thiên Tôn giết chết. Còn như Thiên Tâm Lão Tổ, bởi vì năm đó nham thần thiên tôn, từng đoạt được thiên bia, cũng niêm phong ở Bất Hủ Thần Quốc bên trong, cho nên vậy Bất Hủ Thần Quốc, mang theo thiên bia nhân quả, Thiên Tâm Lão Tổ có thể ung dung phong tỏa tọa độ. Bất quá năm đó nham thần thiên tôn, vậy không có thể luyện hóa thiên bia là được, ngày này bia năng lượng, chân thực quá mức bằng bạc, thiên đế chủ thần cũng không thể luyện hóa, trừ phi là ngươi ra tay, lợi dụng luân hồi huyết mạch lực lượng, mới khá cùng thiên bia dung hợp. Diệp Thần nói, chỉ có Đạo Đức Thiên Tôn và Thiên Tâm Lão Tổ, biết Bất Hủ Thần Quốc tọa độ, vậy ta há chẳng phải là không đi được. Phong Ngữ Oanh nói, không sao, người hôm nay có túi gấm nhắc nhở, ta có thể vì ngươi suy diễn tọa độ, nhưng cần phải mấy ngày thời gian, mấy ngày nay thời gian, ngươi cho giỏi tốt tu luyện, củng cố thiên huyền cảnh đột phá căn cơ. Nàng đem vậy túi gấm phù chiếu, từ Diệp Thần cầm trong tay tới đây, ánh mắt lại nhìn hướng Võ Giao, nói. Đúng rồi, tương lai đi Bất Hủ Thần Quốc, người tốt nhất mang theo Võ Giao, chỗ đó quá nguy hiểm, có Võ Giao cùng ở bên người ngươi, chí ít có thể nhiều phối hợp. Võ Giao gò má đỏ lên, nàng đã cùng Diệp Thần song tu, từ bi cùng luân hồi kết hợp, nàng là Diệp Thần người. Được, ta sẽ cùng ở Diệp Thần ca ca bên người. Phải bồi bạn Diệp Thần mà nói, nàng dĩ nhiên là vô cùng nguyện ý. Diệp Thần vậy gật đầu một cái, mơ hồ tới giữa. Hắn cảm thấy mình vận mệnh, bị người dòm ngó. Sau lưng dòm ngó người, tựa hồ chính là Đạo Đức Thiên Tôn. Đạo Đức Thiên Tôn suy diễn qua ta tương lai, hắn biết ta có thể phải đi Bất Hủ Thần Quốc, không biết sẽ có cái gì mưu đồ. Diệp Thần trong lòng âm thầm phòng bị, nếu Đạo Đức Thiên Tôn ở tính toán hắn, vậy hắn nhất định phải mang theo Võ Giao, mới có thể bảo đảm an toàn. Thương nghị đã định, Diệp Thần liền trở lại luân hồi máu trong cung tu luyện. Luân hồi máu cung bên trong, rất nhiều luân hồi trận doanh mọi người, còn ở nhân sâm mài trước thiên đấu lớn đổ sát kiếm bí ẩn. Nhưng môn này kiếm pháp, thật là quá mức phức tạp, tất cả người khổ tư minh tưởng dưới, vậy không mò tới gật đầu một cái tự. Diệp Thần đã tấn thăng đến thiên huyền cảnh, nhưng hắn lại đi học hỏi thiên đấu lớn đổ sát kiếm thời điểm, cũng là một phiến mê mang, hoàn toàn hiểu không ra. Ngày này lớn chừng cái đấu đổ sát kiếm, quả nhiên huyền ảo tinh thâm. Có lẽ muốn chờ ta bước vào vô lượng cảnh, mới có thể thành công lĩnh ngộ.
Diệp Thần nghĩ thầm, chợt lắc đầu một cái, thu liễm lại nội tâm ý niệm, ở luân hồi máu trong cung, tìm một tĩnh lặng phòng tu luyện ngồi xuống, yên lặng điều tức, củng cố tự thân căn cơ. Cái này một tràng thiên huyền đột phá cuộc chiến, coi như là Diệp Thần bên này đại hoạch toàn thắng, nhưng trả giá cao, cũng là 10 phần to lớn. Nhâm phi phàm phi thăng, rời đi thế giới hiện thật, bước vào không không lúc nào không, đây chính là giá lớn nhất. Tuy nói ở không không lúc nào không bên trong, Nhâm phi phàm vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ Diệp Thần, nhưng dẫu sao hắn không có ở đây Diệp Thần bên người, chưa chắc có thể mọi chuyện bảo vệ chu toàn. Tương lai đường, càng nhiều thời điểm, cần dựa vào Diệp Thần mình. Phong Ngữ Oanh, Diệp Tà Thần, Huyền Hàn Ngọc, Thần Độ Uyển Nhi, Đệ Nhị Yêu Cơ, Kỳ Tư Thanh các người, hoặc là bị thương, hoặc là nguyên khí tiêu hao quá nghiêm trọng, hôm nay kết thúc chiến đấu, đám người mỗi người điều tức khôi phục, hoàn mỹ đại thánh vậy cáo từ rời đi. Thái thượng thế giới, thuộc về yên tĩnh ngắn ngủi bên trong. Phú Hoàng Cổ Đế bị Nhâm phi phàm một kiếm tổn thương nặng, lần bị thương này, thậm chí so sánh với lần còn nghiêm trọng hơn, hắn không thể không khép kín toàn bộ Vũ Hoàng Thiên Giới, an tâm chữa thương. Nhưng người người đều biết, Vũ Hoàng Cổ Đế cũng không có đả thương đạt tới căn cơ. Hắn thiên tội vỏ kiếm, như cũ tồn tại. Cùng thương thế hắn khôi phục, sử dụng thiên tội vỏ kiếm, đó chính là thiên tội cổ kiếm phủ xuống thời điểm. Thái thượng thế giới, không có bất kỳ thế lực, có thể ngăn cản thiên tội cổ kiếm mũi nhọn. Diệp Thần cũng biết, ngoại giới bình tĩnh bên trong, cất giấu mãnh liệt dòng nước ngầm, hắn phải tiếp tục tu luyện đột phá, để cho tự thân không ngừng đổi được mạnh mẽ. Chỉ là, hắn võ đạo nội tình quá mức hùng hồn, muốn đột phá, vậy so với người thường khó khăn rất nhiều. Cho nên, hắn chỉ muốn mau sớm đúc lại Thanh Liên phân thân. Như vậy thứ nhất, tương lai đối mặt nguy hiểm gì, cũng có chu toàn chỗ trống. Phòng tu luyện bên trong, Diệp Thần yên lặng điều tức, vận chuyển luân hồi huyết mạch, củng cố tự thân võ đạo căn cơ. Như vậy qua được 3 ngày, Diệp Thần thiên huyền cảnh võ đạo căn cơ, đã hoàn toàn củng cố lại. Võ đạo căn cơ vững chắc, Diệp Thần mở mắt ra, hai tròng mắt chính là bắn ra 2 đạo kim quang. Như vậy phúc tới tâm linh vậy, Diệp Thần sử dụng một phiến ngọc giản, trên ngọc giản in Đại Hoang Không Kinh 4 chữ. Lấy ta hôm nay tu vi, đủ lĩnh ngộ Đại Hoang Không trải qua cuối cùng một tầng, Đại Hoang Thâu Thiên Thuật. Đại Hoang Không Kinh, là Hoang Lão truyền cho Diệp Thần bí pháp, cộng hoa chia làm 9 tầng. Tột cùng nhất một tầng, chính là Đại Hoang Thâu Thiên Thuật. Cửa này Đại Hoang Thâu Thiên Thuật, sau khi luyện thành, có thể ăn cắp chư thiên vạn vật, thậm chí có thể cướp đoạt quy luật năng lượng, đặc biệt khủng bố. Nếu như Diệp Thần tu vi đầy đủ, hắn thậm chí có thể ăn cắp thiên tội cổ kiếm, thiên ma tinh hải vân. Vân Pháp bảo, dĩ nhiên, vậy giá phải trả tuyệt đối là to lớn. Trộm đạo trời, ngang hàng là nghịch thiên cử chỉ. Diệp Thần tinh thần, thấm vào nhập Đại Hoang Không Kinh ngọc giản bên trong, hơi một cảm ngộ. Cơ hồ là không phí nhiều sức, liền lĩnh ngộ vậy Đại Hoang Thâu Thiên Thuật bí ẩn. Đại Hoang trộm trời, ăn trộm thiên pháp, ăn cắp vạn vật, cướp đoạt căn nguyên. Cái này Đại Hoang Thâu Thiên Thuật, Diệp Thần trước kia bất kể như thế nào cảm ngộ, luôn là suy nghĩ không ra. Nhưng hiện tại, hắn tấn thăng đến thiên huyền cảnh sau đó, luân hồi huyết mạch tiến một bước đổi được mạnh mẽ, tự thân năng lực, cũng là lớn lớn tăng lên, lại là hô hấp tới giữa. Liền đem môn bí pháp này lĩnh ngộ thấu triệt. Ha ha, thằng nhóc, không tệ, lại có thể thật luyện thành ta Đại Hoang Thâu Thiên Thuật. Luân hồi mộ địa chấn động, một đạo thân ảnh già nua, từ trong nghĩa địa hiển hóa đi ra. Chính là Hoang Lão Hoang Tự Tại. Hoang Lão danh hiệu, chính là kêu Thâu Thiên Lão Tổ. Hắn Đại Hoang Thâu Thiên Thuật thành tựu, vô cùng khủng bố, chỉ là bởi vì hôm nay không có thân xác, chỉ còn lại một cái thần hồn. Muốn lại thi triển trộm thiên trộm đất bí pháp, giá phải trả quá mức to lớn, hắn cũng không tiện lại dùng. Thấy Diệp Thần lĩnh ngộ thành công, Hoang Lão tất nhiên vô cùng vui vẻ yên tâm. Đại Hoang Thâu Thiên Thuật, có truyền thừa, cái này tương đương với, hắn đạo thống, lấy được thừa kế. Diệp Thần trên mình, có dấu vết của hắn, coi như hắn thần hồn phai mờ, chỉ cần Diệp Thần không chết, dấu vết của hắn thì sẽ một mực tồn tại, có sống lại có thể. Hoang Lão, ta có thể ăn cắp không không thời không nhân quả luật pháp thì sao? Diệp Thần thấy Hoang Lão đi ra, ánh mắt khẽ nhúc nhích, hỏi. Vậy nhân quả luật bí ẩn, Diệp Thần là chính mắt thấy qua, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Ví dụ như Kỳ Tư Thanh, nắm trong tay một chút xíu nhân quả luật bí mật,
liền có thể trực tiếp đánh chết Diệp Lâm Uyên, có thể gặp nhân quả luật mạnh mẽ. Hiện tại Diệp Thần luyện thành đại hoang thâu thiên thuật, hắn chỉ muốn ăn cắp không không thời không quy luật năng lượng, vậy thành lập được mình nhân quả luật pháp thì. Hoàng lão sờ một cái râu, nói, ngươi cứ việc thử một chút, như ngươi có thể nắm trong tay nhân quả luật, thì có ngạo thị thiên địa năng lực. Diệp Thần nư một tiếng, cùng gật đầu, chợt liền thi triển đại hoang thâu thiên thuật, thử nghiệm ăn cắp trong chỗ u minh không bất lực tính. Oanh! Đại hoang thâu thiên thuật thi triển ra, chỉ gặp Diệp Thần trên mình, nổ lên một cổ kinh khủng hoang vu hơi thở. Những thứ này hoang không hơi thở, phơi bầy đen trắng xen nhau hình dáng, như xúc tu, như rắn độc, như dây leo, không ngừng lay động hỗn loạn, nhìn như vạn phần quỷ dị. Xuy xuy xuy! Ngay sau đó, vậy từng cái hoang không hơi thở, xen kẽ nhập chung quanh trong hư không, lại là ngay tức thì xuyên thấu tầng tầng thời không, thấm vào đến rất xa không không trong thế giới đi. Vù vù! Diệp Thần đầu kịch chấn, thật giống như đột nhiên bị người dùng cái búa trùng trùng đập một tí, thiếu chút nữa thì muốn hộc máu. Hắn hơi thở, đột nhiên chạm đến không không lúc nào không, cũng là được liền đáng sợ phản chấn. Bất quá thật may, Diệp Thần sớm có phòng bị, lập tức thúc giục luân hồi huyết mạch, chống đỡ không không đánh vào. Cái này cổ đánh vào, rất nhanh chính là tiêu loãng đi xuống. Diệp Thần tinh thần, chấn định lại, hít sâu một hơi, lợi dụng đại hoang thâu thiên thuật, bắt đầu không ngừng ăn cắp không không thời không quy luật năng lượng. Rào 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 rào. Từng cổ một quy luật năng lượng, nhưng nghiêng thiên nước, không ngừng hướng Diệp Thần chút xuống. Những cái kia quy luật năng lượng, chưa từng không lúc nào không, chút xuống đến thế giới hiện thật, lại ngưng động, hóa thành từng cục trong suốt quy luật mảnh vỡ. Những thứ này quy luật mảnh vỡ bên trong, đang hàm chứa truyền thuyết bên trong, nhân quả luật lực lượng. Hoàng lão ở bên cạnh nhìn, liền thấy từng cục quy luật mảnh vỡ, như tinh thần xoay quanh vậy ở Diệp Thần quanh thân, nhưng không cách nào cùng Diệp Thần dung hợp. Chính xác mà nói, là Diệp Thần còn không có năng lực, nắm trong tay những thứ này quy luật mảnh vỡ. Hắn tuy tấn thăng đến thiên huyền cảnh, nhưng không không thời không nhân quả quy luật, cũng không phải cảnh giới này, có thể tùy tiện nắm trong tay. Diệp Thần vậy thấy một màn này, trong lòng hơi đông lại một cái. Hoàng lão cười nói, ngươi trộm thiên thuật pháp luyện được không tệ, lần đầu tiên thi triển, lại có thể liền ăn cắp như thế nhiều không không cách nào thì mảnh vỡ, nhưng ngươi muốn như thế nào dung hợp. Diệp Thần cười nói, ta dung hợp không được, nhưng có thể dùng trước thiên quân phong thần bia chịu đựng. Diệp Thần sử dụng thiên quân phong thần bia, trực tiếp đem vậy từng cục quy luật mảnh vỡ, khảm nạm đến thiên quân phong thần bia phía trên. Giải quyết quy luật mảnh vụn chứa vấn đề, Diệp Thần liền muốn tiếp tục làm phép ăn cắp. Nhưng lúc này, hắn cảm thấy có vô biên vô tận hắc ám dơ bẩn hơi thở, hướng hắn chiếm đoạt tới đây. Cảm thấy được cái này cổ hắc ám dơ bẩn chiếm đoạt, Diệp Thần lập tức thu hồi thuật pháp, lại nữa ăn trộm. Hoàng lão thấy vậy, liền cười cười nói, cẩn thận một chút, không không lúc nào không khắp nơi đều là hắc ám năng lượng, ngươi ăn cắp quy luật, tốc độ nhất định phải mau, muốn đuổi ở hắc triều cắn trả trước, rút người ra đi ra. Một cái cao siêu đạo tặc, vĩnh viễn phải biết, lúc nào đến lượt rời sân, không nên quá lòng tham. Không không lúc nào không, là vô số tương lai khái niệm, ảo tưởng khái niệm hội tụ, những thứ này khái niệm va chạm dung hợp, sẽ nảy sinh ra nhiều hắc ám khí tức. Trên thực tế không không lúc nào không, là vô cùng không, từng cái ảo tưởng thế giới, như cô đảo đảo nhỏ vậy nổi lơ lửng. Đảo nhỏ bên ngoài, là vô biên vô tận hắc ám năng lượng. Hắc ám cùng hỗn loạn, vĩnh viễn là không không lúc nào không lớn nhất màu lót. Vạn cổ tới nay, không biết lại có bao nhiêu người, muốn ở hỗn loạn không không lúc nào không bên trong, thành lập được chân chính trật tự, nhưng cho tới bây giờ không có ai thành công qua. Diệp Thần nghe xong Hoàng lão mà nói, cũng là tương đương tán đồng gật đầu một cái. Kế tiếp 3 ngày thời gian, Diệp Thần liền trong phòng tu luyện bên trong, rèn luyện tu vi, thỉnh thoảng thi triển đại hoang thâu thiên thuật, ăn cắp không không thời không quy luật năng lượng. Đi qua 3 ngày ăn cắp, Diệp Thần thiên quân phong thần bia phía trên, đã vây quanh mấy chục khối quy luật mảnh vỡ. Những thứ này quy luật mảnh vỡ, hàm chứa nhân quả luật năng lượng ba động. Diệp Thần phỏng đoán, mình toàn bộ bùng nổ nói, có thể thi triển 2 lần nhân quả luật lực lượng. Dĩ nhiên, muốn định nghĩa nhân quả luật, không thể quá ngoại hạng. Quá ngoại hạng nói, liền thực hiện không được. Ta cầu nguyện, chờ ta ngày mai tỉnh lại, là được bước vào thiên huyền cảnh tầng 2 thiên.
Diệp Thần thúc giục Thiên Quân Phong Thần Bia, đem phía trên một nửa quy luật mảnh vỡ, toàn bộ cháy hết, cũng hòa lẫn nguyện vọng thiên tinh đồ đằng lực lượng, rất nhiều xuống một cái nguyện vọng. Nguyện vọng này, mang theo mãnh liệt nhân quả luật chập chờn. Nhân quả luật vừa ra, chỉ cần năng lượng sau lưng đủ, liền nhất định sẽ thực hiện. Diệp Thần tu vi, vốn chính là thiên huyền cảnh nhất tầng thiên đỉnh phong, hắn cầu nguyện bước vào tầng hai trời, điều này nhân quả luật, phần này nguyện vọng, không hề coi là quá đáng. Quả nhiên, Diệp Thần ngủ một đêm, đến được sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại, liền cảm thấy thần thái sáng láng, tinh khí dư thừa, tu vi khí tức cường đại liền rất nhiều. Hắn cảnh giới tu vi, quả nhiên là từ thiên huyền cảnh nhất tầng thiên, trực tiếp đột phá đến tầng hai thiên bước. Ha ha ha, tốt, rất tốt. Đây chính là nhân quả luật lực lượng sao? Quả nhiên kỳ diệu à. Diệp Thần mừng rỡ không thôi, cũng đại khái cảm nhận được liền nhân quả luật kỳ diệu biến hóa. Hắn tối hôm qua cũng không có bất kỳ tu luyện, ngày hôm nay vừa tỉnh lại, lập tức đã đột phá. Đây chính là nhân quả luật bí ẩn. Không tệ, thằng nhóc, xem ra ngươi đã có thể bước đầu nắm giữ nhân quả luật, nhưng muốn chú ý, ngươi sở định nghĩa nhân quả, tuyệt không thể quá mức, nếu không không những không thể thực hiện, còn sẽ cắn trả tự thân. Hoàng lão đạo, ta biết. Diệp Thần gật đầu biểu thị rõ ràng, từ trong phòng tu luyện đi ra. Hắn trong phòng tu luyện bên trong, trước sau vượt qua 7 ngày. Cái này 7 ngày thời gian, Dạ Mẫu Phong Ngữ Oanh, vậy rốt cuộc điều tra rõ, vậy Bất Hủ Thần Quốc tọa độ. Tọa độ tra được. Tinh Nguyệt Thần Giáo trên đỉnh núi mặt, Diệp Thần cùng Phong Ngữ Oanh gặp nhau, nàng đầu ngón tay liền vung, vậy túi gấm phủ chiếu bay đến Diệp Thần trong tay. Phủ chiếu bên trên, vẫn là in Bất Hủ Thần Quốc 4 chữ, mà ở đó 4 chữ phía dưới, nhưng là nhiều hơn một cái tọa độ. Đây là Phong Ngữ Oanh kết quả của điều tra. Diệp Thần vậy tinh chuẩn bắt được vậy tọa độ chỗ, trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ, nói, đa tạ ngươi, Ngữ Oanh cô nương. Phong Ngữ Oanh cười nói, không cần cảm ơn, chúng ta là đồng minh, vậy là bạn tốt, ngươi mang theo võ giao, cùng đi đi Bất Hủ Thần Quốc cũng được, nhưng muốn chú ý liệt nhật ma tộc. Diệp Thần sửng sốt một chút, liệt nhật ma tộc. Phong Ngữ Oanh thần sắc hơi chăm chú, nói, đúng vậy, ta suy diễn thiên cơ, dò ngó đến vậy Bất Hủ Thần Quốc bên trong, tựa hồ có một chi ma tộc tồn tại. Bọn họ kêu liệt nhật ma tộc, truyền thuyết là từ luân hồi mặt trời gay gắt mệnh tinh trong bóng tối ra đời. Bọn họ sợ luân hồi, vậy sợ tự thân sẽ bị mặt trời gay gắt đốt thành cho bụi. Cho nên, bọn họ đối người cái này luân hồi chi chủ, nhưng mà thống hận rất. Cái này liệt nhật ma tộc, trước kia thuộc về không không lúc nào không ma thần nhất mạch, là Vu Yêu Vương. À, chính là thân Đồ Uyển Nhi dưới quyền. Sau đó, thân Đồ Uyển Nhi muốn cùng luân hồi kết minh, liệt nhật ma tộc kiên quyết phản đối, cuối cùng phản bội ra. Ta tra được vậy liệt nhật ma tộc, tựa hồ muốn cướp lấy Bất Hủ Thần Quốc ở giữa bảo tàng, người đi đến Bất Hủ Thần Quốc sau đó, ngàn vạn muốn chú ý bọn họ. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói, được. Ta biết, liệt nhật ma tộc sao? Mơ hồ tới giữa, Diệp Thần vậy dòm ngó thấy sau lưng thiên cơ nhân quả. Liệt nhật ma tộc cự tuyệt đầu dựa vào luân hồi, cùng thân Đồ Uyển Nhi quyết liệt, phản bội ma thần cung. Bọn họ muốn mưu đoạt Bất Hủ Thần Quốc bảo tàng, hiển nhiên là muốn lớn mạnh tự thân, giết ngược ma thần cung. Phong Ngữ Oanh lại nói, còn nữa, người muốn chú ý Thiên Tâm Lão Tổ và Đa Bảo Thiên Quân, ta hoài nghi bọn họ cũng đi Bất Hủ Thần Quốc. Thậm chí đã cùng liệt nhật ma tộc kết minh, muốn cướp lấy cũng chia cắt nham thần thiên tôn lưu lại bảo tàng. Sâu hơn tới, bọn họ hẳn suy tính đến ngươi cũng muốn đi, cho nên có thể sẽ trước thời hạn bày mai phục, muốn giết ngươi, ngươi ngàn vạn lần muốn chú ý, phải mang theo võ giao. Diệp Thần trong lòng một hồi phòng bị, nói, được, ta sẽ chú ý. Phong Ngữ Oanh nói, ừ, ngươi đi đi, chúc ngươi có thể thuận lợi đoạt được bảo tàng, đúc lại Thanh Liên phân thân. Diệp Thần nói, nhất định. Thương nghị xong, Diệp Thần chính là mang theo võ giao, lên đường đi Bất Hủ Thần Quốc. Hai người tay cặp tay, mười phần thân thiết, bởi vì đã có da thịt gần gũi, cho nên hai người là không có bất kỳ ngăn cách, liền như trời đất tạo nên một đôi đạo lữ. Hai người căn cứ tọa độ, biến dạng hư không, hạ xuống đến Bất Hủ Thần Quốc, chỉ gặp cái này Bất Hủ Thần Quốc, trôi lơ lửng ở một mảnh hỗn độn trong hư không mặt, chung quanh không hôm nay ngày. Hiển hiện ra một phiến hoang vu không rõ ràng. Bất Hủ Thần Quốc lãnh thổ, là một phiến bát ngát giang sơn,
như tranh vẽ cuốn vậy trải ở nơi này mảnh hỗn độn hư không phía trên, cũng không phải là lấy tinh cầu trạng thái tồn tại. Ở Bất Hủ Thần Quốc bốn phía, có từng tầng một nham phù văn còn quấn. Những thứ này nham phù văn, tựa hồ là ngày xưa nham thần Thiên Tôn lưu lại, uy năng đặc biệt khủng bố, bảo vệ được toàn bộ Bất Hủ Thần Quốc, ngăn cách nhân quả, đoạn tuyệt thiên cơ, không để cho người ngoài theo dõi, vậy cấm chỉ người ngoài bước vào. Những phù văn này, bảo vệ uy năng thật là mạnh mẽ nha. Võ Giao con mắt hơi chăm chú, tiêm vung tay lên, một đạo linh quang bắn ra, thử nghiệm đột phá phù văn cấm chế. Nàng cùng Diệp Thần song tu sau đó, đã có thể hoàn toàn nắm trong tay tiên đế lực lượng, nàng liền là chân chánh tiên đế. Nàng một đạo tiên đế linh quang, đủ để tan biến một khối vũ trụ hư không. Nhưng, nàng vậy tiên đế linh quang bạo bắn ra, lại không có thể đột phá vậy nham phù văn. Vậy nham phù văn, vững chắc được không tưởng tượng nổi, lại có thể liền tiên đế lực lượng, cũng không cách nào dung chuyển chút nào. Nơi này chính là nham thần Thiên Tôn cố hương sao. Diệp Thần nhìn Bất Hủ Thần Quốc, cảm thụ cái này phiến đất nước trầm hậu hơi thở, trong cơ thể nham thần máu vậy mơ hồ truyền đến một chút kích động, một cổ trở lại cố hương vậy kích động. Diệp Thần ca ca, chúng ta làm sao đi vào? Võ Giao hỏi. Trực tiếp đi vào, cùng ta đi. Diệp Thần có nham thần máu, hắn có thể cảm nhận được, những cái kia nham phù văn, không hề kháng cự hắn. Hắn dắt Võ Giao tay, trực tiếp đi vậy Bất Hủ Thần Quốc đi tới. Quả nhiên, làm hai người đến gần Bất Hủ Thần Quốc thời điểm, những cái kia nham phù văn, chậm rãi đi hai bên rời đi, hơi lóe lên chói lọi, cũng không có đối Diệp Thần chút nào kháng cự, ngược lại giống như là hoan nghênh hắn đến. Diệp Thần và Võ Giao, đặc biệt thuận lợi tiến vào Bất Hủ Thần Quốc, hạ xuống đến thần quốc bầu trời. Hai người mới vừa tiến vào, nhưng là cảm thấy một cổ kinh khủng trọng lực, từ dưới lòng đất truyền tới. Ở nơi này cổ trọng lực hạn chế hạ, Diệp Thần và Võ Giao, thậm chí khó mà trên không trung trôi lơ lửng, trực tiếp bị kéo đến nơi trên mặt đi. Ai yêu, nơi này thiên địa quy luật, tốt vững chắc nha. Võ Giao một hồi giật mình, hạ xuống mặt đất sau đó, nàng có một loại cảm giác, thật giống như sinh mạng lấy được thăng hoa, nhưng lại có một cổ cùng đi qua đoạn tuyệt cảm giác, không cách nào quay đầu. Cái này phiến Bất Hủ Thần Quốc các loại quy luật, thời gian, không gian, trọng lực vân. Vân, cùng ngoại giới hoàn toàn không cùng. Ở chỗ này, không gian đọng lại ngàn gấp vạn lần, hoàn toàn không thể biến dạng, nặng nề làm cho người khác nghẹt thở. Thời gian pháp tắc, lại là giống như ở lao nhanh gầm thét, để cho bên trong cơ thể sinh mạng, trôi qua tốc độ tăng nhanh gấp vạn lần. Còn như cái này phiến đất nước mặt đất trọng lực, lại là so ngoại giới nặng nề trăm triệu tỷ gấp vạn lần. Ở nơi này cổ trọng lực hạn chế hạ, liền phi hành đều được hy vọng xa vời. Diệp Thần hít sâu một hơi, cảm thấy không khí chui vào trong phổi, thật giống như thiên thiên vạn vạn tấn thủy ngân, đi mình nội tạng bên trong bơm vào, vô cùng nặng nề khó chịu. Nơi này chính là Bất Hủ Thần Quốc sao? Thời gian, không gian, trọng lực, quy luật, hết thảy, quả nhiên đều là nặng nề bất hủ. Diệp Thần vận chuyển thiên huyền cảnh quy luật lực lượng, hòa lẫn luân hồi huyết mạch, mở ra một tầng vòng bảo vệ được mình, khỏi bị chung quanh bất hủ phép tắc áp chế. Chỉ bất quá, cái này cổ bảo vệ, chỉ là để cho hắn sẽ không bị đè dẹp mà thôi. Nếu như muốn biến dạng hư không, hoặc là ngự gió phi hành, ở Bất Hủ Thần Quốc bên trong, cơ hồ là hy vọng xa vời vậy tồn tại. Sa Mục nhìn lại, Bất Hủ Thần Quốc dãy núi, so ngoại giới rộng lớn rất nhiều, từng cây một đại thụ che trời, lại thấm ra nham thạch cảm nhận, đặc biệt phong phú. Ở thật cao trên bầu trời mặt, là một vòng bằng đá mặt trời. Diệp Thần một mắt tới giữa, liền có thể xác định, cái này luân bằng đá mặt trời, nhưng thật ra là nham thần Thiên Tôn ánh mắt. Con mắt này, mở ra thời điểm, chính là trời sáng, khép lại thời điểm, chính là trời hắc. Bất Hủ Thần Quốc các loại địa mạch hơi thở, thiên địa quy luật năng lượng, ngọn nguồn đều ở đây viên này nham thần ở trong mắt. Viên này nham thần mắt biến thành mặt trời, vậy che chở Bất Hủ Thần Quốc. Diệp Thần thần thức thả ra ngoài. Muốn theo dõi Bất Hủ Thần Quốc lai lịch, nhưng chung quanh quy luật vững chắc nghiêm mật, như từng tầng một vách ngăn phong tỏa, hắn thần thức căn bản phóng thích không đi ra. Nham thần máu, đột phá. Diệp Thần thử nghiệm thúc giục nham thần máu, lại phóng thích thần thức, lần này thì ung dung thả ra, hắn mơ hồ dòm ngó thấy cái này phiến Bất Hủ Thần Quốc mặt đất, lại có thể khắp nơi hiện đầy thi thể, chảy máu ngàn vạn dặm,
không biết chết liền bao nhiêu người. Quá nhiều người chết, những người này là, nham thần thiên tôn hậu duệ. Diệp thần một hồi bộ dạng sợ hãi, từ trên những thi thể này mặt, hắn mơ hồ bắt được nhân quả. Những thứ này người chết, lại có thể đều là nham thần thiên tôn hậu duệ, là bất hủ thần quốc dân bản địa. Từ nham thần thiên tôn chết sau đó, bọn họ một mực sống ở bất hủ thần quốc, là nham thần thiên tôn cầu nguyện, hy vọng cuối cùng có một ngày, nham thần thiên tôn có thể hồi phục, dẫn bọn họ lần nữa chinh chiến chư thiên, thành tựu nghiệp bá. Nhưng, bọn họ cũng không có thể đến khi nham thần thiên tôn hồi phục, chỉ đến lúc địch nhân hạ xuống. Những địch nhân này, Diệp thần còn không theo dõi rõ ràng người phần, chỉ cảm thấy thế lực của đối phương, đặc biệt khủng bố mạnh mẽ. Là liệt nhật ma tộc sao? Bọn họ tiêu diệt nham thần thiên tôn hậu duệ con dân, là vì cướp lấy bảo tàng. Diệp thần ánh mắt lướt qua một chút lãnh ý, trong lòng lại là thống hận. Hắn thừa kế nham thần máu cùng nham thần thiên tôn đạo thống, vậy ngang hàng là nham thần thiên tôn truyền nhân. Hôm nay, thấy nham thần hậu duệ gặp nạn, hắn nội tâm cũng là khá là bi phẫn. Hắn muốn theo dõi địch nhân thân phận cùng chỗ, nhưng không cách nào tinh chuẩn bắt được, bất hủ thần quốc có không thiếu địa phương, là ánh mặt trời chiếu rọi không tới tồn tại, hắn thần thức cũng không cách nào kéo dài đưa tới, chỉ đại khái cảm nhận được vài cổ bóng tối chập chờn. Những thứ này ánh mặt trời chiếu rọi không tới địa phương, không chỉ là bóng mờ bao phủ, thậm chí tựa hồ còn tư sinh ra quỷ bí hắc ám, bị không thể danh trạng năng lượng xâm nhiễm. Đi bên này, Diệp thần mơ hồ phong tỏa một nơi bóng tối chỗ, lập tức dắt võ giao tay, bay vút đi. Bất hủ thần quốc quy luật phong phú, cho dù là Diệp thần và võ giao, ở dưới trạng thái bình thường, cũng chỉ có thể phá không thuấn di hơn 10 dặm, không cách nào làm thật dễ dàng qua lại. Thật may, Diệp thần có nham thần máu, ở nham thần máu ra chỉ xuống, hai người bay vút tốc độ nhanh hơn, như hai con chim, từ bát ngát trên vùng đất lướt qua. Qua lại không khí, thậm chí mang theo một hồi nhọn âm bạo tiếng. Bay vút mấy giờ sau đó, bầu trời nham thần mắt, ánh mắt khép lại, từ mặt trời hình thái, thay đổi là mặt trăng. Theo nham thần mắt khép lại, toàn bộ bất hủ thần quốc, cũng là rơi vào một phiến hắc ám bên trong. Màn đêm buông xuống, ở dưới màn đêm, hắc ám chập chờn dễ dàng hơn nảy sinh. Diệp thần cùng võ giao, dần dần đến gần chỗ kia bóng tối chỗ. Bọn họ nghe được phía trước núi cao trước trên đất trống, mơ hồ truyền đến tiếng người. Hai người nhìn nhau, đi lên phía trước, núp ở một bụi đại thụ che trời phía sau, xuyên thấu qua nhánh cây khe hở, liền có thể thấy. Phía trước trên đất trống, xây dựng một cái tế đàn. Tế đàn bốn phía, là từng cái thân mặc khôi giáp, hình như tu la người, bọn họ cầm trong tay cây đuốc, thần sắc ngưng trọng. Ở trên trán của bọn họ, có một cái mặt trời dấu vết. Bọn họ ra, vậy phơi bày ra một cổ mặt trời cổ đồng sắc trạch, trong tròng mắt nhưng tràn ngập hắc ám ma khí, thân hình thỉnh thoảng xuất hiện quỷ dị vặn vẹo, trong da thịt chui ra con ròi, hoặc là trong con ngươi chui ra rắn độc, miệng đột nhiên mục nát hết, thậm chí đầu đột nhiên rớt xuống vân. Vân, các loại quỷ dị khí tượng, không khỏi biểu dương, những người này, cũng không phải là người, mà là tới từ không không thời không quái vật. Những thứ này quái dị người, chính là liệt nhật ma tộc sao? Diệp thần tim đập mạnh, mơ hồ cảm thấy mình vậy còn không thắp sáng mặt trời gay gắt mệnh tinh, xuất hiện không tầm thường chập chờn. Mặt trời gay gắt mệnh tinh, là luân hồi thất tinh viên thứ hai. Truyền thuyết, ở luân hồi người thừa kế còn không sinh ra thời điểm, mặt trời gay gắt mệnh tinh treo ở thời không đỉnh, chiếu sáng vạn giới. Ở mặt trời gay gắt mệnh tinh chiếu sáng không tới địa phương, ở đó chút bóng mờ trong góc, từ sinh ra hắc ám, cũng sản sinh ra ma vật. Những thứ này đản sanh ra ma vật, chính là liệt nhật ma tộc. Ở ma thần nhất mạch bên trong, liệt nhật ma tộc thế lực, vô cùng cường đại, một lần muốn đánh vào ma thần chúa tể vị trí. Bất quá, bọn họ nhược điểm, vậy là đặc biệt có thể chết người. Đó chính là, sợ hãi luân hồi, sợ hãi mặt trời gay gắt trói lọi cùng vĩ đại. Nguyên nhân chính là cái nhược điểm này, đưa đến bọn họ đạo tâm tồn tại thiếu sót. Từ đầu đến cuối không cách nào vấn đỉnh ma thần chúa tể ngai vàng. Diệp thần thiên cơ thấy rõ dưới, đã theo dõi đến, có đại lượng liệt nhật ma tộc cường giả, xâm lược bất hủ thần quốc, cũng chế tạo đáng sợ giết hại, cơ hồ đem nham thần thiên tôn hậu duệ con dân, toàn bộ tàn sát hầu như không còn. Nhưng, nham thần hậu duệ có nham thần che chở, không thể nào như thế dễ dàng liền bị tàn sát. Liệt nhật ma tộc sau lưng,
khẳng định còn cất giấu cái gì. Là ai và liệt nhật ma tộc hợp tác, tàn sát nham thần hậu duệ, là thiên tâm lão tổ sao? Diệp thần khẽ cắn răng, ở một cái chớp mắt tới giữa, nội tâm thoáng qua vô số ý niệm. Vừa lúc đó, rừng cây trong bóng tối mặt, đi ra mấy cái liệt nhật ma tộc cường giả, bọn họ áp giải một cái nhân tộc thiếu niên, đi tế đàn đi tới. Người nọ tộc thiếu niên, mặt tràn đầy sợ hãi, không ngừng kêu lên, buông ta ra, buông ta ra. Một hồi hì 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 tiếng cười lạnh vang lên, từ trong rừng cây, lại đi ra một cái ông già, cả người tà khí nghiêm nghị, lại là Tử Hoàng Tiên Cung tả phái lãnh thụ, Đa Bảo Thiên Quân. Những cái kia liệt nhật ma tộc các cường giả, nhìn Đa Bảo Thiên Quân, thần sắc đều là khá là cung kính. Diệp thần thấy một màn này, nội tâm chấn động một cái, trong đầu nghĩ, Đa Bảo Thiên Quân quả nhiên cũng tới, hắn là phụng đạo đức thiên tôn mệnh lệnh tới. Xem hôm nay tràng diện này, liệt nhật ma tộc nhất định là và Đa Bảo Thiên Quân có hợp tác, nham thần hậu duệ bị tàn sát, Đa Bảo Thiên Quân xuất lực không thiếu. Tên nhân tộc này thiếu niên, là nham thần thiên tôn linh thính giả, giết hắn tế trời, có thể bảo đảm nham thần ý chí đoạn tuyệt. Đa Bảo Thiên Quân cười gần nói. Chung quanh liệt nhật ma tộc các cường giả, cao giọng ủng hộ kêu lên, đem người nọ tộc thiếu niên, trói đến phía trên tế đàn. Buông ta ra, các ngươi một đám hắc ám dị tộc, các ngươi sớm muộn phải chịu đựng nham thần thiên tôn hàng giận. Người nọ tộc thiếu niên bị trói đến phía trên tế đàn, không ngừng vùng vẫy tức giận mắng, nhưng cả người bị trói cột, vậy tránh thoát không hết. Đa Bảo Thiên Quân cười hắc hắc, chỉ bầu trời nham thần mắt, nói các ngươi nham thần thiên tôn, ý chí đã bị ma nữ ngăn cách, không cách nào lại mang cho các ngươi đầy đủ che chở, các ngươi làm sao đắng vùng vẫy. Giao ra bảo tàng, ta có thể tha các ngươi những thứ này nham thần tàn dư không chết. Nham thần mắt cao treo ở trời, mấy đời che chở bất hủ thần quốc con dân, nhưng cái này cổ che chở, ở ngày hôm nay lại không có phát huy hiệu quả. Không biết có nhiều ít nham thần hậu duệ con dân, bị tàn nhẫn tàn sát, nham thần thiên tôn nhưng thủy chung không gặp hiển linh. Diệp thần nghe Đa Bảo Thiên Quân mà nói, trong bụng rét một cái, nghĩ ngợi, lúc đầu nham thần thiên tôn ý chí, đã bị ma nữ ngăn cách sao? Chẳng lẽ Tử Hoàng Tiên Cung sau lưng, lại có thể cùng ma nữ cũng có hợp tác? Nghĩ tới đây, Diệp thần không khỏi giận cả tóc gáy. Hừ, nham thần thiên tôn lưu lại bảo tàng, các ngươi những thứ này hắc ám dị tộc, còn không tư cách chấm mút. Người nọ tộc thiếu niên lên tiếng mắng to, khạc ra một bãi đàm. Đa Bảo Thiên Quân lui về phía sau một bước, khẽ mỉm cười, nói các ngươi không chịu giao ra bảo tàng cũng được, dù sao thiên tâm lão tổ sớm muộn có thể đột phá đi vào, người cái này linh thính giả, ngày hôm nay liền chết đi. Cái gọi là linh thính giả, là thần cùng người phàm câu thông cầu. Tên nhân tộc này thiếu niên, chính là nham thần nhất tộc linh thính giả, hắn có cơ hội cùng nham thần thiên tôn câu thông, cho dù nham thần ý chí, đã bị ma nữ ngăn cách. Đây là một cái to lớn tai họa ngầm, Đa Bảo Thiên Quân không thể không trừ. Chỉ gặp Đa Bảo Thiên Quân phất phất tay, bên cạnh mười mấy liệt nhật ma tộc cường giả, chính là cầm trong tay súng kích, sải bước bước ra, đầu thương nhắm ngay tế đàn, thì phải đem người nọ tộc thiếu niên loạn súng đâm chết. Dừng tay, tránh tại đại thụ sau võ giao, thấy một màn này, không thể kiềm được, sải bước xông ra ngoài, cả người tiên đế linh quang tách thả ra, lớn tiếng sất uống. Diệp thần lấy làm kinh hãi, vốn là hắn còn suy nghĩ trước, muốn không nên ra tay cứu người, lại không nghĩ rằng võ giao trực tiếp ra tay. Võ giao là từ bi chủ, tâm tính hiền lành, mắt xem người nọ tộc thiếu niên, muốn bị giết tế trời, thì như thế nào có thể thờ ơ. Nàng quát mắng tiếng rơi xuống, vậy mười mấy chuẩn bị động thủ ma tộc cường giả, cả người nhất thời run rẩy kịch liệt một tí, ánh mắt hơi lộ ra một chút đờ đẫn ý. Trong phút chốc, bọn họ trong mắt sát ý liền toàn bộ tiêu tán, bị nhu hòa tử bi quang thay thế, rối rít phứt bỏ trong tay súng kích. Võ giao tử bi chi tâm, đối với người tinh thần, có ảnh hưởng to lớn lực. Nàng một câu nói, liền có thể dao động người đạo tâm, để cho cùng hung cực ác người, đổi được hiền lành, để cho thích giết chóc tà ma, cũng được là tử bi thần Phật. Võ giao, là ngươi. Đa Bảo Thiên Quân thấy võ giao xuất hiện, nhất thời thất kinh, Diệp thần thằng nhóc kia đâu. Ở chỗ này. Một giọng nói, bỗng nhiên từ Đa Bảo Thiên Quân sau ót vang lên. Đa Bảo Thiên Quân quay đầu vừa thấy, liền thấy Diệp Thần cầm Luân Hồi Thiên Kiếm, tàn bạo vô cùng đâm về phía đầu hắn.
Lúc đầu Diệp Thần thấy Võ Giao ra tay sau đó, cũng là không chút do dự, lập tức động thủ. Hắn biết, bắt giặc phải bắt vua trước, cho nên ra tay một cái, liền nhắm ngay Đa Bảo Thiên Quân. Đa Bảo Thiên Quân tu vi, vô hạn đến gần tiên đế, nếu như là trước kia, Diệp Thần không thể nào giết chết hắn. Nhưng hiện tại, Diệp Thần tu vi, đã đến thiên huyền cảnh tầng 2 trời, lại đối mặt Đa Bảo Thiên Quân mà nói, hắn không sợ chút nào, thậm chí có thể chém chết. Đa Bảo Thiên Quân thấy Diệp Thần một kiếm giết tới, nhất thời kinh hãi, vội vàng lắc mình né tránh, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh Diệp Thần một kiếm. Tránh Diệp Thần một kiếm sau đó, hắn đã là toát ra mồ hôi lạnh, nói, ngươi không phải mới vừa đột phá sao? Làm sao cũng bước vào thiên huyền tầng 2 ngày? Đa Bảo Thiên Quân chỉ cảm thấy không tưởng tượng nổi, hắn biết Diệp Thần là luân hồi chi chủ, tu vi mỗi đột phá một tầng, thực lực tăng trưởng đều là to lớn. Nếu quả thật sống chết tỉ thí, thiên huyền cảnh tầng 2 thiên Diệp Thần, bản thân có sở thất lầm mà nói, đủ đem hắn giết chết. Diệp Thần hừ một tiếng, vậy lười được nói nhảm, nắm chặt luân hồi thiên kiếm, lần nữa hướng Đa Bảo Thiên Quân đâm tới. Suy, luân hồi thiên kiếm kim quang bùng nổ, chỉ ít tóe ra 80% kiếm khí uy lực, bén mũi kiếm nhắm thẳng vào Đa Bảo Thiên Quân tim. Hôm nay luân hồi thiên kiếm, nếu như là tất cả kiếm khí uy lực, toàn bộ bùng nổ, mũi nhọn đủ để cùng nhân hoàng thánh đao, cũng giá tể khu. Nhưng, như vậy cực hạn bùng nổ, sẽ cho luân hồi huyết mạch, mang đến không ít áp lực, Diệp Thần tự nhiên sẽ không dễ dàng vận dụng. Chỉ là 80% kiếm khí uy lực, hắn cũng có lòng tin đánh bại Đa Bảo Thiên Quân. Đa Bảo Thiên Quân hoảng sợ, vậy rút ra trường kiếm, muốn ngăn cản, nhưng bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện, linh khí của mình năng lượng, lại có thể đang nhanh chóng chạy mất. Thật giống như bị người đánh cắp đi vậy. Thằng nhóc, người đây là cái gì yêu pháp? Đa Bảo Thiên Quân sợ hãi, không dám khua kiếm ngăn cản, chỉ có thể là vô cùng chật vật né tránh. Lần này né tránh chậm hơn, bị Diệp Thần một kiếm gọt bên trong đầu vai, máu tươi văng tung tóe, nhọn đau nhức bứt rứt, hắn ngũ quan đều vặn vẹo. Diệp Thần tay phải cầm kiếm, tay trái nhưng nắm thần bí ấn quyết. Đó là Đại Hoang Thâu Thiên Thuật pháp quyết. Lúc đầu đang chiến đấu lúc đó, Diệp Thần đã vận dụng Đại Hoang Thâu Thiên Thuật, ăn cắp Đa Bảo Thiên Quân linh khí. Diệp Thần ăn cắp đến Đa Bảo Thiên Quân linh khí, tự thân linh khí ngay tức thì bạo tăng, khí thế tăng vọt. Đa Bảo Thiên Quân linh khí bị trộm lấy, hơi thở chính là suy yếu xuống. Này tiêu người dài dưới, hắn càng không phải là Diệp Thần địch thủ. Bảo vệ Đa Bảo đại nhân. Vùng lân cận từng cái liệt nhật ma tộc cường giả, mắt gặp Đa Bảo Thiên Quân gặp nạn. Lập tức kết trận liều chết xung phong ra. Những ma tộc này cường giả, động tác nhịp bước đều nhịp, khí thế hùng tráng, trong tay các loại binh khí, nổ lên mặt trời gay gắt vậy chói lọi, mãnh liệt hướng Diệp Thần chém chết tới. Bọn họ thi triển chiêu số, hơi thở lại cùng mặt trời gay gắt mệnh tinh tương thông, không có nhiều ít hắc ám khí tức, ngược lại tràn đầy mặt trời gay gắt chói lọi cùng uy nghiêm. Diệp Thần một mắt tới giữa, liền dòm ngó hôm nay cơ hội. Trong truyền thuyết liệt nhật ma tộc, từ mặt trời gay gắt mệnh tinh dưới bóng tối ra đời, bọn họ sợ hãi luân hồi mặt trời gay gắt chói lọi, vậy tràn đầy mơ ước dòm ngó ý. Bọn họ thậm chí muốn cướp lấy mặt trời gay gắt mệnh tinh, thành tựu nghiệp bá. Cho nên, những thứ này liệt nhật ma tộc cường giả, từng chiêu từng thức cũng toát ra mặt trời gay gắt huy hoàng, cùng tầm thường hắc ám ma tộc rất không cùng. Vô số liệt nhật ma tộc đời trước, không tiếc bỏ ra sinh mạng giá phải trả. Học hỏi luân hồi mặt trời gay gắt, chế cái này một môn cửa vĩ đại thần thông. Diệp Thần thấy những cái kia ma tộc cường giả chiêu số, nhất thời có dũng khí cảm giác vô cùng quen thuộc. Hắn là lần đầu tiên gặp, nhưng bởi vì những cái kia ma tộc cường giả thần thông, cùng mặt trời gay gắt mệnh tinh tương thông, cho nên để cho hắn cảm thấy hết sức quen thuộc. Những thứ này thần thông bên trong các loại bí ẩn, sơ hở nhược điểm chỗ, Diệp Thần liếc mắt một cái thấy ngay. Thiên quân quy luật. Lục đạo luân hồi kiếm, phá. Diệp Thần quát to một tiếng, trong tay luân hồi thiên kiếm như điện vậy giết ra, trên thân kiếm nổ lên thiên quân thượng vị giả có 102 quy luật năng lượng, cũng cùng lục đạo luân hồi pháp kết hợp, ngay lập tức chém chết ra thiên thiên vạn vạn đạo luân hồi kiếm khí, hướng những cái kia ma tộc cường giả lướt đi. Phốc xích, phốc xích, phốc xích. Diệp Thần đã sớm nhìn thấu những cái kia ma tộc cường giả chiêu thức sơ hở, ngón này luân hồi kiếm khí chém chết ra. Liền như điên gió quét lá rụng vậy, đem từng cái ma tộc cường giả chu diệt. Hậu phương Đa Bảo Thiên Quân,
nhìn Diệp Thần đại sát tứ phương thần dũng hình dáng, nội tâm lại là kinh hoàng, trong đầu nghĩ, thằng nhóc này bước vào thiên huyền cảnh, tu vi thực lực quả nhiên là nghịch thiên, thật may ta nói trước bố cục, chuẩn bị một cái đại trận. Hắn lặng lẽ sử dụng một bức trận đồ, trong miệng niệm chú, bàn tay kết ấn, liền chuẩn bị mở. Mới vừa hắn cùng Diệp Thần đánh nhau, không thể thoát thân, lúc này mới có phóng thích trận đồ cơ hội. Mà vào lúc này, võ giao vậy vọt tới tế đàn bên kia, đi cứu người nọ tộc thiếu niên. Tế đàn vùng lân cận có rất nhiều ma tộc cường giả ở chấn thủ, nhưng bọn họ thấy võ giao gương mặt, thấy nàng vậy từ bi ánh mắt trong suốt, tất cả mọi người đều ngây dại, lại không một người ra tay ngăn trở. Võ giao đem người nọ tộc thiếu niên, từ trên tế đàn giải cứu được, toàn bộ hành trình không bị một chút ngăn trở, càng không có ai xuất thủ đả thương hắn. Hơn, đa tạ. Người nọ tộc thiếu niên nhìn võ giao từ bi ánh mắt, trong bụng có vẻ cảm kích, trong ánh mắt lại mang một chút thành kính cùng kính sợ, giống như phàm là người ngửa mặt trông lên từ bi Bồ Tát. Võ giao, người đứng lại cho ta. Đa bảo thiên quân thấy võ giao muốn cứu người rời đi, lập tức giận quát một tiếng, trong tay trận đồ thi triển ra. Ngươi và Diệp Thần thằng nhóc này, ngày hôm nay cũng ở lại chỗ này đi. Như sấm vậy thanh âm, cuồn cuộn nổ vang. Toàn trường tất cả ma tộc các cường giả, ở trong mộng mới tỉnh. Bọn họ nhìn võ giao, đều là lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Bọn họ xuất thân ma tộc, trên tay không biết dính liền nhiều ít máu tươi, cũng không biết tàn sát nhiều ít sinh linh. Nhưng, đối mặt võ giao ánh mắt, bọn họ lại bị xúc động, tựa như cũng thay đổi được từ bi. Cho đến nghe được đa bảo thiên quân tiếng quát, một đám ma tộc cường giả mới thanh tỉnh lại. Cái này bé gái có cổ quái, trợ giúp đa bảo đại nhân, trước bắt nàng. Đám người ma trong lòng sợ, e sợ cho bị võ giao từ bi ánh sáng độ hóa, rối rít khởi động trong cơ thể ma khí, nhưng cũng không có ra tay đi công kích võ giao, mà là đem tất cả ma khí, hội tụ đến đa bảo thiên quân trên mình. Bọn họ biết, võ giao là tiên đế cấp cường giả, người bình thường muốn đánh bại nàng, đó là mộng tưởng hảo huyền, chỉ có dựa vào đa bảo thiên quân ra tay, mới có bại địch có thể. Rất nhiều ma khí hội tụ, đa bảo thiên quân trên mình linh khí, nhất thời dâng trào gầm thét, trong tay trận đồ, cũng là thả ra trước đó chưa từng có chói lọi. Chỉ gặp trận đồ mở ra, một cái kinh khủng tiên đế đại trận, liền đáp xuống. Cái này tiên đế đại trận, lại là lấy thiên sơn làm trận, vạn sông là cấm, một đáp xuống, chu vi ngàn vạn dặm sơn hà mặt đất, liền ùng ùng chuyển động lực. Thiên sơn hóa thành trận pháp, vạn sông diễn biến là cấm chế, hô hấp tới giữa, liền hình thành một cái thiên địa sơn hà nhà tù lồng, đem Diệp Thần và võ giao, còn có người nọ tộc thiếu niên, khốn ở bên trong. Hi hi, thằng nhóc, đây là ta Tử Hoàng Tiên Cung tiên đế sơn hà đại trận, ta xem ngươi như thế nào có thể ngăn cản. Đa bảo thiên quân thả ra trận pháp, trên mặt cũng là lộ ra một chút tàn nhẫn dữ tợn thần sắc. Cái này tiên đế sơn hà đại trận, uy lực to lớn, điều động thiên địa núi sông lực lượng, liền tiên đế cũng có thể buồn ngủ chết. Ở Bất Hủ Thần Quốc bên trong, cái này tiên đế sơn hà đại trận, có thể phát huy ra nhất uy lực cường đại. Bởi vì, Bất Hủ Thần Quốc sơn hà mặt đất, đặc biệt vững chắc, mang theo thượng cổ nham thần thiên tôn ý chí, xa so ngoại giới trầm ổn phong phú. Đa bảo thiên quân thả ra núi này sông đại trận, đem Diệp Thần và võ giao vây khốn. Thoáng chốc tới giữa, Diệp Thần và võ giao, liền cảm thấy một hồi to lớn áp lực tấn công tới. Đó là thiên địa núi sông lực lượng, còn có bất hủ uy nghiêm, địa mạch trọng lực. Ở nơi này đại trận phong tỏa hạ, coi như là vậy vô lượng cảnh hậu kỳ cường giả, đều là một con đường chết. Chiêu võ linh vũ, bảo vệ. Diệp Thần sử dụng chiêu võ linh vũ, bảo vệ tự thân. Cái này chiêu võ linh vũ, là nham thần tổ khí, ngày xưa nham thần thiên tôn truyền thừa xuống pháp bảo, vô cùng lợi hại. Ở bất hủ thần quốc bên trong, chiêu võ linh vũ có thể phát huy ra cường đại nhất hiệu quả. Chỉ gặp chiêu võ linh vũ toát ra vừa dày vừa nặng chói lọi, những cái kia chói lọi tạo thành một cái kim trung vậy vòng bảo vệ, đem Diệp Thần và võ giao thân thể, còn có người nọ tộc thiếu niên thân thể, bảo hiểm tất cả bảo vệ ở bên trong. Ở nơi này vậy dưới sự bảo vệ, Diệp Thần và võ giao áp lực lớn giảm, không có lại bị núi kia sông đại trận uy áp. Hi hi, người lấy là người có thể đỡ nổi. Đa bảo thiên quân nhanh cười một tiếng, cắn bể đầu ngón tay, bước ra máu tươi, cùng chung quanh rất nhiều ma tộc cường giả hơi thở, hòa chung một chỗ, hóa thành một cổ động trời hắc ám đợt sóng,
liều chết xung phong nhập trong đại trận. Cái này cổ hắc ám đợt sóng, hung hăng hướng Diệp Thần và Võ Giao đánh tới. Tại đại trận phong tỏa hạ, hai người không có chăn trở chu toàn chỗ trống, nhất thời bị vậy hắc ám đợt sóng đánh vào, chỉ cảm thấy áp lực ngút trời vậy to lớn, tựa như bị vô số hắc ám quỷ dị triền thân. Diệp Thần thậm chí cảm giác được, cái này cổ hắc ám đợt sóng bên trong, lại mang theo ma nữ ý chí. Xem ra Tử Hoàng Tiên Cung, quả nhiên cùng ma nữ tồn tại hợp tác. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, Đa Bảo Thiên Quân sau lưng, có ma nữ ý chí chống đỡ, hắn phải cố gắng đột phá cái này đại trận, nếu bị phong tỏa đi xuống, chỉ có một con đường chết. Ở nơi này vậy hắc ám đợt sóng dưới sự xung kích, Diệp Thần và Võ Giao bên người, cái nhân tộc kia thiếu niên, lại là buồn khổ khó chịu, có quỷ dị hắc khí, từ đỉnh đầu hắn chui ra, hắn rất nhanh sẽ bị hắc ám ăn mòn mà chết. Nham thần máu, cho ta trấn áp. Diệp Thần cong ngón tay bắn ra, một món hàm chứa nham thần máu uy năng linh quang, rơi vào người nọ tộc trên người thiếu niên. Người nọ tộc trên người thiếu niên hắc ám khí tức, nhất thời bị áp chế xuống, thống khổ thần sắc thoáng lấy được buông lỏng. Đa tạ cứu giúp, luân hồi chi chủ. Thiếu niên mở mắt ra, nhìn Diệp Thần, trong mắt cũng là tràn đầy vẻ cảm kích. Chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói. Diệp Thần đem tự thân linh khí, đại lượng bơm vào đến chiêu võ linh vũ bên trong, mượn chiêu võ linh vũ bảo vệ, đi về trước bay vút đi. Hắn trận pháp thành tựu hết sức lợi hại, quét nhìn một mắt, liền nhìn ra cái này tiên đế Sơn Hà đại trận nhược điểm chỗ. Đó là một tòa cao lớn nhất núi cao, nhất là nguy nga, là cả đại trận khí cơ hội tụ chỗ, cũng là chỗ yếu nhất. Chỉ cần nổ ngọn núi này nhạc, liền có thể đột phá ra ngoài. Muốn phá trận. Ma nữ, hạ xuống người ý chí đi. Đa Bảo Thiên Quân thấy Diệp Thần muốn phá trận, ánh mắt cũng là lướt qua một chút che lấp. Nếu như bị Diệp Thần phá trận rời đi, vậy thì phiền toái. Hắn nhất định phải đem Diệp Thần ở lại chỗ này, coi như không thể giết chết, cũng phải phong ấn trấn áp. Đa Bảo Thiên Quân nặn quyết ngâm sướng, muốn triệu hoán ma nữ ý chí hạ xuống. Ở giữa thiên địa, nhất thời hắc khí bạo dũng. Một cái trắng bệch mảnh khảnh bàn tay, lớn như che trời, hoành kéo một cái ma đao, từ mây trời bên trên chém xuống, thẳng hướng Diệp Thần chém tới. Cái này cầm ma đao, chính là ma nữ giết hại ý chí hiển hóa. Triệu hoán ma nữ ý chí hạ xuống, Đa Bảo Thiên Quân vậy nhất thời bị rút sạch linh khí, gương mặt một phiến trắng bệch. Diệp Thần ca ca, chú ý. Võ Giao mắt xem vậy ma đao chém xuống, lập tức sử dụng chân trời thần kiếm. Tiên đế linh khí trình độ cao nhất bùng nổ, khua kiếm cùng vậy ma đao hung hăng bổ chung một chỗ. Chân trời thần kiếm chính là trọng kiếm, Võ Giao nắm cái này cầm trọng kiếm, dáng vẻ lộ vẻ được càng thon nhỏ linh lung, nhưng nơi lộ ra chiến ý cùng linh áp, nhưng là thông thiên triệt địa, hiện ra hết tiên đế lực lượng. Phịch, ma đao cùng chân trời thần kiếm giao phong, nổ lên làn sóng kinh thiên. Võ đao phốc xích một tiếng, tại chỗ phun ra máu tươi, được to lớn phản chấn, bị thương rất nặng. Nhưng bất kể như thế nào, cái này một đao, nàng chặn lại. Võ Giao muội muội. Diệp Thần mắt gặp Võ Giao bị thương, trong bụng thật là ân cần. Diệp Thần ca ca, không cần phải để ý đến ta, mau phá trận. Võ Giao cắn chặt hàm răng, nắm chân trời thần kiếm, cũng không lo tự thân thương thế, thân thể nho nhỏ đứng vững vàng, ánh mắt nhìn chằm chằm Đa Bảo Thiên Quân cùng rất nhiều ma tộc cường giả. Con bé này, cùng luân hồi song tu, lực lượng lại đổi được cường hãn như vậy. Đa Bảo Thiên Quân nội tâm căm hận, lại mang vẻ kiêng kỵ. Hắn vốn đang lấy là, triệu hoán ma nữ ý chí hạ xuống, có thể chế trụ Diệp Thần và Võ Giao. Nhưng không nghĩ tới, Võ Giao lực lượng, lại là hung mãnh như vậy, chặn lại ma nữ giết hại một đao. Trong nháy mắt, Diệp Thần quyết đoán cũng là cực nhanh, hung hăng một quyền, oanh về phía trước núi cao. Thần tượng băng thiên đụng, cuồng bạo uy mãnh khí thế, từ Diệp Thần trên nắm tay lao ra, hóa thành thần tượng, như muốn băng thiên, chỉ một quyền, liền đem phía trước sơn nhạc nguy nga, hoàn toàn nổ. Núi cao nổ tung, hóa thành vô số loạn thạch tung tóe, long trời lở đất. Thật ra thì ở Bất Hủ Thần Quốc bên trong, một núi một nhạc đều là vô cùng vững chắc, nếu như là vậy dưới tình huống, Diệp Thần cũng không khả năng một quyền nổ. Nhưng ở chiêu võ linh vũ ra chỉ xuống, Diệp Thần như có nham thần thiên tôn ban phúc, giơ tay nhấc chân tới giữa, đều có ngập trời uy thế.
Theo vậy cao lớn nhất núi cao, bị Diệp Thần nổ, toàn bộ Tiên Đế Sơn Hà đại trận, xuất hiện lỗ hổng, tất cả uy áp cũng như tiết hồng vậy tán loạn. Đi! Diệp Thần mang Võ Giao và người nỏ tộc thiếu niên, từ lỗ hổng bên trong bay vút ra. Đại trận bị phá, Đa Bảo Thiên Quân bị nghiêm trọng cắn trả, tại chỗ hộc máu. Bất quá, Diệp Thần kiêng kỵ sau lưng ma nữ ý chí, cũng không có xoay người đánh trả, chỉ muốn mau rời khỏi nơi đây. Đáng chết! Thấy Diệp Thần các người rời đi, Đa Bảo Thiên Quân tròng mắt bên trong, cũng là lộ ra không cam lòng ý. Rắc rắc sát! Lúc này, một bên hư không, đột nhiên tan vỡ, bắn tán loạn ra vô số mặt trời gay gắt ánh sáng rực rỡ. Một tôn uy nghiêm bóng người, giống như là thần mặt trời uy biểu dương, biến dạng hư không, từ trong kẽ hở kia đi ra. Ở đạo thân ảnh này phía sau, còn có mấy cái cường đại người làm, toàn bộ là liệt nhật ma tộc người. Ha ha, Đa Bảo Thiên Quân, xem ra ngươi không được sao, ta còn lấy là dựa hết vào ngươi một người, là có thể áp chế luân hồi chi chủ, không nghĩ tới vẫn bị thất bại. Vậy luân hồi chi chủ, có thể nói là nham thần thiên tôn truyền nhân, chúng ta muốn cướp lấy bảo tàng, cũng không thể để cho hắn phá rối. Vậy đạo mặt trời vậy huy hoàng bóng người, hơi có chút châm chọc nhìn Đa Bảo Thiên Quân. Bái kiến Cửu Dương Tiên Đế đại nhân. Chung quanh liệt nhật ma tộc các đệ tử, rối rít hướng người này thi lễ. Lúc đầu người này, chính là liệt nhật ma tộc đầu mục một trong, số là Cửu Dương Tiên Đế, chính là hắn dẫn những thứ này liệt nhật ma tộc đệ tử, đi tới Bất Hủ Thần Quốc, muốn cướp lấy nham thần thiên tôn bảo tàng. Cửu Dương Tiên Đế, nếu là ngươi có bản lãnh, ngươi liền tự mình đi giết luân hồi chi chủ. Đa Bảo Thiên Quân hừ một tiếng, có vẻ phẫn uất. Hắn biết Diệp Thần khí vận mạnh mẽ, tuyệt đối không phải tốt như vậy giết. Lần này hắn thậm chí mượn ma nữ ý chí lực tính, nhưng vẫn là vô bổ tại chuyện, cuối cùng bị Diệp Thần rời đi. Ha ha, vậy bản đế tự mình ra tay chính là, nếu như không phải là cần dựa vào các ngươi phá trận, ta cũng lười được cùng các ngươi hợp tác. Ta chưa từng không lúc nào trên xuống sắp, này phương thế giới, lại có ai là ta địch thủ. Cửu Dương Tiên Đế trong mắt bên trong, mang kiêu căng vẻ mặt. Hắn dẫn liệt nhật ma tộc, chưa từng không lúc nào trên xuống sắp, chuẩn bị muốn tắm máu Bất Hủ Thần Quốc, cướp lấy bảo tàng. Nhưng rất đáng tiếc, Bất Hủ Thần Quốc các nơi, đều có đại trận bảo vệ. Những cái kia bảo vệ đại trận, cùng thế giới hiện thật địa mạch, có thiên ti vạn lũ liên lạc. Cửu Dương Tiên Đế xuất thân không không lúc nào không, đối mặt những thứ này bảo vệ đại trận, nhưng cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Cuối cùng, hắn vạn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cùng Thiên Tâm Lão Tổ và Đa Bảo Thiên Quân hợp tác, ước định tiêu diệt nham thần hậu duệ, cướp lấy bảo tàng, chung nhau chia cắt. Dựa vào Thiên Tâm Lão Tổ và Đa Bảo Thiên Quân lực lượng, Cửu Dương Tiên Đế dễ dàng, liền phá hư vậy từng cái bảo vệ đại trận. Mất đi đại trận bảo vệ, Bất Hủ Thần Quốc mấy chục triệu nham thần hậu duệ, cơ hồ bị Cửu Dương Tiên Đế dưới quyền liệt nhật ma tộc cường giả, toàn bộ tàn sát hầu như không còn, chỉ có mấy trăm người chạy thoát thân. Đa Bảo Thiên Quân nhiệm vụ, chính là đi tiêu diệt nham thần thiên tôn linh thính giả, để phòng bất trắc. Chỉ bất quá, nhiệm vụ này, nhưng là ngoài ý liệu thất bại. Hôm nay nham thần thiên tôn linh thính giả, đã bị Diệp Thần cứu đi. Đa Bảo Thiên Quân tự biết trên mặt không sáng, liền lại nửa lời nói. Chờ đi, bản đế ra tay, đem luân hồi chi chủ đầu người, mang về là được. Ha ha, các ngươi đều nói cái gì đó luân hồi chi chủ, có đại khí vận che chở, ta xem là Nhâm Phi Phàm đang bảo vệ hắn. Nhâm Phi Phàm đã không có ở đây hắn bên người, ta cũng không tin hắn một cái thiên huyền cảnh, còn có thể ngất trời. Cửu Dương Tiên Đế cười nhạt liền liền, chợt phung tay lên, mang mấy cái người làm. Còn có rất nhiều liệt nhật ma tộc cường giả, ra đuổi theo giết Diệp Thần. Hắn đối mình thực lực, có tuyệt đối lòng tin. Cho dù ở Bất Hủ Thần Quốc cái loại này quy luật nghiêm mật địa phương, hắn cũng có thể xé rách hư không qua lại, hắn có đầy đủ lòng tin, có thể giết chết Diệp Thần, chỉ cần Nhâm Phi Phàm không ra tay. Diệp Thần mang Võ Giao và người nỏ tộc thiếu niên, mở ra tự do rực, một đường bay vút, đi tới một cái tĩnh lặng nơi an toàn, dừng lại một chút xuống. Võ Giao muội muội, không có sao chứ? Diệp Thần gặp Võ Giao bị thương, liền nắm tay nàng, đem một món bát quái thiên đan thuật linh khí, hòa lẫn luân hồi máu tinh hoa, đưa qua. Võ Giao vậy mang chút mặt tái nhợt cho, nhất thời khôi phục một chút đỏ thắm, trạng thái cũng khá rất nhiều, thở dài ra một hơi, nói ta không có sao,
Diệp Thần ca ca. Người nọ tộc thiếu niên đứng dậy, hướng Diệp Thần và Võ Giao khom người nói, Luân hồi chi chủ, Từ bi chủ, đa tạ cứu giúp, ta thường xuyên nghe Nham Thần Thiên Tôn nhắc qua hai vị. Diệp Thần tâm tư khẽ nhúc nhích, nói, ngươi có thể câu thông Nham Thần Thiên Tôn. Người nọ tộc thiếu niên nói, tại hạ tên là Trung Trần, là Nham Thần Thiên Tôn linh thính giả, là Nham Thần cùng Bất Hủ Thần Quốc con dân câu thông cầu. Đáng tiếc, gần đây Nham Thần Thiên Tôn ý chí, bị ma nữ che đậy, ta không cách nào sẽ cùng hắn liên lạc. Luân hồi chi chủ, người thừa kế Nham Thần Thiên Tôn đạo thống, coi như là truyền nhân của hắn, không bằng ngươi thay thế ta, làm Nham Thần Thiên Tôn linh thính giả. Hôm nay ta Bất Hủ Thần Quốc, sắp bị diệt tới nơi, nhất định phải Nham Thần Thiên Tôn tự mình hiển linh, mới khá giải quyết nguy nan. Diệp Thần trong đầu nghĩ, truyền thuyết Nham Thần Thiên Tôn, là cửu thần thời đại nhất nhân vật cường đại, nếu như có thể gặp hắn một mặt, vậy là chuyện tốt, dẫu sao ta đúc lại Thanh Liên phân thân, cũng cần hắn bảo tàng chống đỡ. Lập tức liền gật đầu nói, như ta muốn làm linh thính giả, cần phải chuẩn bị cái gì nghi thức. Trung Trần gặp Diệp Thần chịu đáp ứng, nhất thời đại hỉ, nói, Luân hồi chi chủ, các ngươi trước cùng ta tới. Liền ở phía trước dẫn đường. Diệp Thần gật đầu một cái, liền cùng Võ Giao đi theo Trung Trần, đi về trước bay vút đi. Bất Hủ Thần Quốc trọng lực khủng bố, quy luật nghiêm mật, nhưng Trung Trần là Nham Thần hậu duệ, bôn tẩu như gió, không bị ảnh hưởng chút nào. Diệp Thần cần vận dụng tự do dực, mới có thể miễn cưỡng đuổi theo Trung Trần bước chân. Ba người bay vút tốc độ cực nhanh, một đường vượt qua vô tận sơn hà, nhưng gặp ngàn vạn dặm giang sơn, sinh linh đổ thán, khắp nơi xương trắng, người chết đều là Nham Thần hậu duệ con dân. Diệp Thần và Võ Giao, thấy thi thể khắp cả người tình cảnh, đều là ảm đạm. Trung Trần thấy một cái tộc nhân thi hài, lại là vành mắt hết sức nứt ra, trước mắt tức giận bi thương. Đáng tiếc Nham Thần Thiên Tôn ý chí, bị người che đậy, nếu không có hắn bảo vệ, ta Bất Hủ nhân tộc, quả quyết sẽ không luân lạc đến đây. Trung Trần nhìn một tí bầu trời Nham Thần mắt, lại cúi đầu xuống, thanh âm khóc chảy máu mắt nói. Diệp Thần và Võ Giao nhìn nhau, trong lòng đều nghĩ, cái gì đều phải dựa vào người che chở, cũng không phải kế hoạch lâu dài, chỉ có tự thân thực lực, mới là vĩnh viễn bất hủ tồn tại. Diệp Thần trong lòng lại là kích động, hắn biết luân hồi một đạo, thật nhiều thủ hộ giả, nhưng muốn chân chính đổi được cường đại nói, chỉ có thể là theo dựa vào chính mình thực lực. Luân hồi chi chủ, nhờ ngươi, ngươi nhất định phải lên làm linh thính giả, cùng Nham Thần Thiên Tôn đạt được câu thông. Chỉ có Nham Thần Thiên Tôn hiển linh, chúng ta Bất Hủ nhân tộc chết đi con dân, mới có sống lại có thể. Trung Trần bi thương nói, bọn họ, còn có thể sống lại sao? Diệp Thần có chút bất ngờ. Đúng vậy, bọn họ mặc dù chết, nhưng thế gian còn lưu lại bọn họ tồn tại dấu vết cùng khái niệm, thậm chí còn có tín ngưỡng lưu lại. Chỉ cần Nham Thần Thiên Tôn hiển linh, là có thể đem bọn họ sống lại. Trung Trần nói, ở không không lúc nào không bên trong, người sắp chết sống lại, cũng không phải là cái gì quá cao thâm thần thông, ngược lại là trụ cột nhất con đường. Một người chết, thật ra thì cũng không phải thật chết đi, chỉ cần thế gian còn có hắn tồn tại dấu vết, hắn thì có sống lại có thể. Ở không không lúc nào không bên trong, muốn giết chết một người, cũng là hết sức khó khăn, cần đem hắn tất cả tồn tại dấu vết, toàn bộ xóa đi, mới có thể chân chính đánh chết. Nếu như một người bị hoàn toàn xóa bỏ, tất cả dấu vết cũng tiêu tán, vậy thì không khả năng sống lại. Đây là luật sắt. Truyền thuyết bên trong, chỉ có chấp trưởng luân hồi đỉnh luân hồi chi chủ, mới khá đánh vỡ điều này luật sắt, tùy ý nắm trong tay người sống chết, đem người chết hồi phục. Thì ra là như vậy, như ta có thể cùng Nham Thần Thiên Tôn câu thông, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Chỉ là, không biết ta phải làm sao, mới có thể làm được linh thính giả. Diệp Thần hỏi. Trung Trần đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên phương xa hư không, có mười mấy đạo thân ảnh, như màu vàng như sao rơi phóng tới, khí thế bàng bạc tràn ngập thiên địa, mười phần khủng bố. Một người cầm đầu, liền như quân vương vậy uy nghiêm lãnh ngạo, cả người thấm ra tiên đế linh áp, nhưng lại so phổ thông tiên đế lợi hại rất nhiều, lại tràn ra không không thời không năng lượng ba động. Đây không phải là phổ thông tiên đế, là tới từ không không thời không tiên đế cường giả. Ở không không lúc nào không bên trong, tiên đế là hệ thống tu luyện khởi điểm, đi về trước nữa một bước, mới có thể được gọi là thần minh. Không không thời không khởi điểm, ở thế giới hiện thật bên trong, nhưng là tột cùng nhất tồn tại.
là Cửu Dương Tiên Đế, những thứ này liệt Nhật Ma tộc đầu mục. Trung Trần thấy vậy quân vương vậy tiên đế bóng người, kinh hô lên. Đó chính là liệt Nhật Ma tộc đầu mục, Cửu Dương Tiên Đế. Cửu Dương Tiên Đế cả người tràn ngập ánh sáng của mặt trời chiếu rọi, mười phần sáng chói nhức mắt, làm người ta không dám ngẩng mặt. Đây chính là đến từ không không thời không tiên đế. Quả nhiên tốt uy nghiêm, hảo khí phách. Diệp Thần ánh mắt híp lại, nhìn Cửu Dương Tiên Đế bay vụt đến bóng người, trong lòng ngầm ám phòng bị. Võ Giao bị thương, nguyên khí còn đang khôi phục bên trong. Muốn đối kháng Cửu Dương Tiên Đế mà nói, chỉ có dựa vào Diệp Thần mình. Lấy hắn thực lực trước mắt, trình độ cao nhất bùng nổ nói, đối kháng phổ thông tiên đế còn có thể, nhưng muốn đối kháng đến từ không không thời không tiên đế, vậy thì gian khó hơn nhiều. Diệp Thần muốn tạm lánh mũi nhọn rời đi, nhưng chung quanh nơi có không gian, toàn bộ bị vậy Cửu Dương Tiên Đế phong tỏa. Cửu Dương Tiên Đế cả người, tựa như cùng là một vòng đại nhật, cao treo ở trời, ánh mặt trời nóng rực chiếu rọi xuống tới, làm người ta cảm thấy một cổ hít thở khó khăn uy áp. Luân hồi chi chủ, ở ta mí mắt phía dưới, ngươi vừa có thể chạy đi nơi nào. Cửu Dương Tiên Đế mang dưới quyền người làm đệ tử, nhanh chóng phóng tới, vậy cổ cuồng bạo mà nóng rực tiên đế linh khí, cuốn sạch toàn trường, khí thế kinh người. Võ Giao và Trung Trần, thần sắc đều là kinh hãi, chỉ cảm thấy không thể đối kháng. Diệp Thần ánh mắt hơi chăm chú, nhưng là cảm thấy trong cơ thể mặt trời gay gắt mệnh tinh, mơ hồ truyền ra kích động. Hắn mặt trời gay gắt mệnh tinh, đối với Cửu Dương Tiên Đế, tựa hồ đặc biệt khát vọng, muốn trực tiếp cắn nuốt hết vậy. Diệp Thần tự nhiên vậy rõ ràng, cái này Cửu Dương Tiên Đế, là liệt Nhật Ma tộc đầu mục một trong, mà liệt Nhật Ma tộc, từ mặt trời gay gắt mệnh tinh hắc ám trong bóng tối ra đời. Vạn cổ tới nay, vô số liệt Nhật Ma tộc cường giả, cũng muốn cướp lấy mặt trời gay gắt mệnh tinh năng lượng. Liệt Nhật Ma tộc bên trong thần thông chiêu pháp, đa số cũng cùng mặt trời gay gắt mệnh tinh có liên quan. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 440.